trả lời trước. Hỏi sao? Yes girl. Rồi câu trả lời bà đâu? Kiwi. Trong vợ nhặt, chàng cho vợ ăn bốn bát gì tự nhiên cho ăn kiwi vậy quá. Câu trả lời đâu? Con trai. Ôi là trời. Món ăn yêu thích lúc nhỏ. Trời cũng đúng ha, cũng đúng. Suga BTS. Mua vô thị cho bằng tiếng ăn gì? Cho ăn Suga BTS thì chi cất xỉu phải không á? Ăn cái này khoái, ăn cái này khoái. Câu trả lời. Gọi cái gì đâu? Cậu cá vô vậy nè. Mì gói hay mì ly, tự nhiên cậu cá vô không liên quan cho bà thích ăn cái đó là bà nội. Jisoo. Yêu ba hay yêu mẹ hơn? Cái tự nhiên yêu Jisoo là sao? Trời ơi, trời ơi, đồ mì gói. Trời, câu tiếp theo. Múc bang. Bò qua du của nước nào? Nghe tới bò là múc bang liền à má. Đúng nghề luôn á má. Đi bệnh viện. Con gì có mấy chân? Tự nhiên đi bệnh viện, cậu có mấy chân cái cho bệnh viện? Phải đúng rồi má, hỏi câu đó con gì có mấy chân rồi làm sao ai trả lời được? Khác gì? Khác não chứ khác gì má.